Hello các bạn, không biết là các bạn có nghe họ nói không, nhưng mà họ đang đi ra một cái tiệm chợ để mua đồ làm cocktail hôm nay. Xem là hôm nay mình sẽ làm gì nhé. Face killer, go gorilla for the bag. That boy be a pussy, kill the vibe, he a drag. Autobiography gon' look like a brag. Let's get to the money, I'm on PT, dirty ass. Matey fuck or raise a white flag. Yeah, I'm gon' get some riches with these rags. Yeah, go and tell my bitch to never nag. Got enough demons on my back. I'm gonna build a palace with my dogs while you talk, yeah. Please keep at your distance, you don't wanna get involved. You not made to get it out the mud and pain. Chào mừng các bạn đã trở lại với Hello Hào và Mixup, kênh YouTube hướng dẫn chia sẻ về văn hóa thế giới đúng bằng sự trải nghiệm, và người đó chính là Hào. Cocktail chính ngày hôm nay sẽ là một những cocktail đến từ 1930 được mang tên Hanky Panky. Hanky Panky là một những classic cocktail, nhưng mà có vẻ đến thời điểm bây giờ thì nó không được nổi trội và nổi tiếng những classic cocktail khác. Nếu các bạn có nhớ một cái tập họ làm về Martinez thì có nhiều bạn vẫn không biết về Martinez, nhưng mà nó là nằm trong dòng classic. Và hai cái cocktail này, Martinez và Hanky Panky, thì có vẻ như là rất là giống nhau, chỉ khác một cái thành phần mà thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu giới thiệu về những thành phần để có thể làm nên Hanky Panky nhé. Trước hết chúng ta sẽ cần gin. Các bạn sẽ sử dụng các loại gin các bạn yêu thích. London Dry Gin sẽ là một loại gin tốt. Đừng có sử dụng Hendrick nha, bởi vì Hendrick nó có cái mùi cucumber, là mùi dưa leo ở trong đó, thì sẽ làm cho cái cocktail của mình cái mùi nó lạ đi. Tiếp theo là Sweet Vermouth, Fernet Branca. Và Hào sẽ giải thích cho các bạn Fernet Branca là gì. Để garnish thì mình sẽ cần một trái cam hồi nãy họ đã mua siêu thị về. Và cuối cùng là một cái hộp quẹt. Còn mình sử dụng cái hộp quẹt này để làm gì thì Hào sẽ cho các bạn xem sau khi mà mình làm xong cái cocktail này. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt tay và làm Hanky Panky. She met me at the college. Her friends play my songs and they've been following me. Yeah, I don't like to do that much explaining or talking. Just know she had coffee with me. Yeah, I hear you like pizza and dancing. Love that is not that romantic. Yeah, I don't have no time for no antics. Fly on, smile for the cameras. Oh, they like me now. Go ahead, wipe me down. She don't got a man, cause he ain't lock it down. Hey, do you think of me when I'm not around? Jaw hit the ground when you walk around. Looking like, look like art. 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 Show you look like. I hear you like heat, like a lot of. Like that she not one for drama. Big smile, get it from her mama. Hey, please, that's your shoes for you get my heart. Looking like, look like art. Hot heels, look like art. Hot heels, look like art. Look like art. Look like art. Look like art. Looking like, blessings, blessings, blessings coming my way. Wake up every morning. Ồ, vậy là mình vừa làm xong Hanky Panky. Bây giờ mình sẽ nói về cái lịch sử của cocktail này nhé. Hanky Panky ra đời vào 1930 trong một cuốn sách mà nếu các bạn có xem cái tập Cook's Revival No. 2 là cùng cuốn sách của Harry Craddock, The Savoy Cocktail. Hanky Panky là một gin-based cocktail nên là các bạn sẽ thấy cái vị gin rất là nhiều ở trong này. Ngoài ra thì cái Sweet Vermouth thì nó đã làm overlap, nó đã trộn với lại cái gin và làm cho cái vị nó ngọt hơn. Fernet là một trong những Amaro
mà có cái tính rất là bạc hà, cũng như là đắng và ngọt một chút xíu thôi. Nên khi mà mình để Finesse vào á, thì cái này nó sẽ làm cho cái vị nó một chút nó lợ lợ. Đây là một cocktail mà nó sẽ không có động lại trong cái lửa của mình lâu, là không có long finish. Như mà các bạn biết những cái thuật ngữ mà Hào dùng cho wine thì là long finish, là những cái vị của những cái gì mình ăn uống nó sẽ động lại trong cái lửa mình lâu hơn. Cái này thì khoảng 3 giây là hết rồi. Cho nên là đây là một cocktail mà dành cho các bạn nào mà thích gin á, mà bạn đã chán những cái loại gin cocktail như là Coupe's Revive No. 2 hay là Last Word, thì đây sẽ là một loại gin cocktail mà bạn có thể thay đổi. Trở lại một chút về Finesse, thì Finesse là một Amaro. Thì khi mà nghe nói là Amaro thì Amaro là đến từ nước Ý vào những cái năm rất là lâu đời. Nên là Amaro là một trong những cái vị Hào hay nói là rượu thuốc Bắc. Amaro nó sẽ được chiết xuất từ những cái loại thảo mộc cộng thêm là những cái hương hoặc là hoa hoặc là mùi gì đó mà người ta rất là đặc biệt, và thường là sẽ được giấu những cái recipe, những cái thành phần đó mà không cho chúng ta biết. Nhưng mà mình chỉ có thể biết được là cái nó khẩu vị, nó taste như thế nào, nó mùi vị ra sao. Finesse đặc biệt là một không biết Hào nhớ có kể với các bạn không, là Finesse là một trong những amaro mà chúng ta có thể dùng để mà giúp cho cái bao tử của mình nó tiêu hóa tốt sau một cái bữa ăn rất là nhiều và đậm vị. Thì Finesse là một trong những cái amaro, và thường thì amaro là cái đặc tính của nó là giúp tiêu hóa. Nhưng mà đặc biệt là do là người ta thích Finesse hơn, Hào nghĩ là do là cái vị bạc hà của nó rất là nồng. Về cái ratio thì đúng là người ta sẽ chỉ có làm là 1-2 giọt Finesse thôi, nhưng mà họ nghĩ là nó ngày xưa thôi. Tại vì nếu như mà bây giờ mình chỉ làm 1-2 giọt Finesse thì cocktail rất là nhàm chán, nên Hào để là 0.25 ounce của Finesse vào đây luôn, nên là cái mùi vị nó sẽ được tăng rất là nhiều. Ngoài ra các bạn thấy là Hào dùng cái hột quẹt, đó là lý do Hào nói là để dành tới khúc này Hào sẽ nói các bạn nghe. Hào dùng cái hột quẹt để mà làm cho cái vỏ cam nó bị cháy, thì khi mà mình làm như vậy á thì nó sẽ thổi được cái mùi smoky, là cái mùi cháy của vỏ cam vào trong cocktail này. Thì đó sẽ là một trong những cái hương vị khác lạ nữa mà mình có thể biến tấu, mình làm cho Hanky Panky nó có trở nên thú vị hơn. Không phải là classic cocktail là mình phải làm y chang và nguyên bản như vậy. Bởi vì các bạn thấy là 1930 cho đến bây giờ 2020 là đã qua biết bao mấy chục năm rồi. Nên là mình sẽ phải làm theo cái cocktail nó làm sao để mà phù hợp với lại khẩu vị của thực khách cũng như là khẩu vị của chính bản thân chúng ta. Hồi nãy Hào có nói các bạn là nên sử dụng London Dry Gin mà đừng có sử dụng Hendrick Bathtub Gin. Tại vì nếu như bạn Hào có làm một cái tập về gin để giải thích ra các loại gin rất là cơ bản, thì bạn có thấy là London Dry Gin là một trong những loại gin phổ biến nhất. Bathtub Gin có nghĩa là cái gin nó chỉ được lọc qua một lần và nó sẽ được thêm infuse, có nghĩa là ngâm với lại những cái thành phần mà nhà sản xuất muốn. Bởi vì Hendrick, ví dụ là một trong những cái bathtub gin rất là nổi tiếng là Hendrick, là có cái mùi đặc trưng là mùi dưa leo. Bạn cũng có thể để vào đấy nếu mà bạn yêu thích, nhưng mà nếu mà để cái mùi này, cái mùi dưa leo thì nó có vẻ trộn, nó hơi bị lạ. Nên là họ nghĩ là London Dry Gin sẽ là tốt nhất. Và cái gin mà họ yêu thích nhất là Tanqueray, là các bạn thấy rồi, hoặc là Bombay Sapphire cũng tốt. Thực sự cái này á, nó cũng giống như là Martinez thôi, nhưng mà do là cái Finesse và Lọt Xo đồ là hai cái liqueur nó khác hoàn toàn nhau. Nhưng mà cái vị chính là cái vị gin. Bởi vậy khi mà mình để thêm cái một chút vỏ cam mà cháy vào á, thì làm cho cái cocktail của mình nó rất là lạ. Trước khi mà kết thúc cái video này á, thì Hào muốn các bạn là nếu như bạn xem những cái tập mà bạn theo dõi về Hào làm YouTube, thì Hào muốn hỏi các bạn là thứ nhất là cocktail yêu thích của bạn là gì. Nếu như bạn là những cái tín đồ yêu thích cocktail, hoặc là bạn xem channel của Hào, thì bạn muốn xem gì ở trong cái channel của mình, của Hào. Ok, và bây giờ cái cocktail này cũng đây cũng đã hết rồi, và xin cảm ơn tất cả các bạn đã xem cho đến cái thời điểm bây giờ ha. Nếu bạn thích kênh YouTube này thì đừng quên nhấn nút like nè, subscribe và chia sẻ rộng rãi, đừng quên để lại những comment cho Hào. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở tập tiếp theo của Hello Hào.